cuối đấu này mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình, đó chính là săn xe Marketplace từ 10.000 gem lên 50.000 gem, nhưng mà đây là phần thứ ba thì phải. Ok, thì hiện tại là mình đang có là 8.615 gem, thì đó chính là con số gem mà mình đã đạt được trong ngày hôm qua và cũng như là giao dịch này kia các kiểu rồi đấy, thì mình vẫn còn nhiêu đây. Ok, thì trong video này chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ lên được bao nhiêu hoặc là chúng ta còn được bao nhiêu nha. Và hiện tại là unit của mình còn rất là nhiều nữa mà, và có một con số con unit mới mình vừa mới tậu anh em đó, có rất nhiều bạn gọi là tặng cho mình con unit xịn đây, có là con upgrade Titan Cinnamon anh em à. Đấy, tí nữa mình sẽ kết bạn với bạn này và cho anh em xem luôn. Ok, và anh em khi mà xem video mình đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh, kèm theo đó là comment tên của anh em phòng bình luận để cho mình có thể gain thêm một bạn để mà kết bạn trong video này nha. Còn bây giờ thì let's go. Úi dồi, anh em thấy giờ mới vô thấy ông gọi là 22.000 gem mà ổng tháo mất tiêu rồi anh em à. Đấy, ok, và chúng ta sẽ gọi là đến với gọi là Trading Plaza này mà, Marketplace. Và ở đây chúng ta có một cái vật phẩm mới, đó chính là một cái gì đó mà mình cũng chưa biết là nó như thế nào. Nhưng mà cái này á thì nó sẽ có thể là nó sẽ gọi là sớm xuất hiện cho anh em. Đây là một vật phẩm mới liên quan đến sự kiện X Event. Đấy, sự kiện X S là thực hiện trứng anh em chứ không phải là thực hiện ớt đâu. Ok, và để xem là hôm nay chúng ta nên xem cái gì đây. Ủa rồi, phải nồi Green Laser Cameraman tới gần 500 à. Cái con Green Laser của mình á thì mình vẫn còn đang mượn của bạn kia, cho nên là mình không có mua con này được đâu anh em. không có gọi là không có đem con của mình đem sale được, để đem sale kỳ lắm. Ở đây là mình có một con chính là Upgrade Titan Cinnamon, thì con này khoảng 1.700 gem. Oh my god, còn mấy con dưới đây. Ủa, hình như mình có cảm giác như là cái mấy con lép chan của mình nó bị rớt giá rồi anh em à. Mấy con lép chan rớt giá thảm luôn, thảm phải nồi luôn anh em à. Mình có sale rất là nhiều con lép chan nhưng mà hiện tại có vẻ như là không ăn thua. Đấy, không ăn thua đâu anh em. Thì mấy con này đang rớt giá, mình bán giá hơi cao so với người khác. Cậu xem con này sao nó dễ bèo vậy. Rất là cậu xem, tôi tưởng là con này nó sẽ là giá sẽ ok lắm chứ, nhưng mà không, con này cũng không có cao lắm. Chủ yếu là nó đam là DPS của nó cao thôi, còn mọi thứ thì nó cũng không có cao lắm nha anh em. Ok, và để xem là server khác như thế nào nha, chứ server này mình thấy là nó hơi lỏ. Và có con này 229 thì mình nghĩ là sale không được anh em, khó sale lắm anh em mà. Ok, có một bạn đang xin là con speaker là Lucky nè anh em, fan buôn, để mình tự là cho bạn này thử xem bạn này có lấy hay không nha. Fan buôn đúng không? Ok, đúng bạn này không ta? Tôi thì tôi không có gần cái tên này nè. Ai con này sẽ từ chối còn mở luôn rồi, phải cho là xin rồi còn từ chối nữa. Ảo ma Canada rồi, chắc ổng là đang trong chay anh em đó. Thì có nhiều bạn xem stream mình á thì em cũng có xin unit của mình rất là nhiều luôn. Mình thì unit mấy con là lỏ thì nhiều, còn mấy con xịn mình không có nhiều chứ á, cho nên là nếu mà anh em cần á thì anh em cứ comment tên đi, nếu mà được á thì mình sẽ gift cho anh em để cho anh em có thể là nhận mấy con unit đấy. Ok, đối sách 16 xem. Ồ, vừa mới vô là thấy cái gương bách này hơi bị thơm ấy. Ok, ui, đối sách Green Laser 400 xem. Ngon, đậu phòng, cái server này bị gì vậy ta? Cái server này bị gì vậy? Ok, rồi em có thể thấy là trong server mình nó có rất là nhiều người nhập cái dòng đó chính là Man Fay Man. Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là cái nhà cái gì đúng không? Thì đó chính là một cái tín hiệu từ vũ trụ đó anh em. À, mình đùa đó, đó chính là cái gì? Đó chính là một cái gọi là cái code dòng mã để cho anh em có thể là khi mà anh em gõ ra thì nó sẽ gọi là cho anh em một cái trứng, thì cái trứng nó sẽ dùng để chui đổi trong cái sự kiện S nha anh em. Đó, sự kiện S, để cho nên là nếu mà bạn nào mà đang có cần mà chơi sự kiện đó thì anh em có thể là click vào video gọi là lúc sáng của mình, thì mình có để trong gọi là phần trang chủ của kênh á, thì mình có để một cái video, thì đó chính là video hướng dẫn cách gọi là nhặt full trứng. Thì anh em nào cần thì em có thể xem lại để mà em biết cách chơi nha. Thì trong sự kiện đó chúng ta sẽ nhận được một số cái vật phẩm rất là ngon, cho nên là anh em cứ xem đi, xem bổ ích thì không ít thì cũng nhiều nha anh em. Ok, dạo này mình thấy con Santa TV Man này nó giá nó rất là cao luôn, không biết gì hôm bữa mình đi mua nhiều được rồi anh em, mua xong rồi về bán lại thì cũng ngon. Nó giống như cái hộp budget nè, là budget mình nghĩ là chắc nó cũng rất giá thôi. Cái lại là cái con mà Titan Club Woman anh em, thì dạo này nó cũng hay rớt giá lắm anh em à. Hay rớt giá lắm, tại vì tôi không biết sao. Ui, Green Laser bán được 480 nè anh em không? Ồ, ngon thiệt. Mua 400 bán được 480, lời xương 80 gem anh em à. Đấy, đấy là cực chiến thuật kinh doanh đó anh em.
chiến thuật kinh doanh đấy, kinh doanh kiểu này thì không giàu mới lạ này mà. Ok, lên được là 8.600 nè, 8679 này, phải là 8 gì, 76789 thì ngon. Ủa lộn, 9786 chứ, 9876 chứ, nhầm này mà, nhầm, 6789 thì tới công chuyện nha. Ok, giờ vô thì mới có ông gọi là mua cho tôi một con ô tô xích là 310 gem anh em. Ồ, 8989 rồi, số đẹp ở đây mà, số đẹp úy 20 gem nè, 21 gem. Ồ, 21 gem, 21 gem. Rồi hết luôn rồi anh em. Sạch bách luôn rồi. Bye biểu liệt anh em ạ. Ngon. 21 gem. Thì nếu mà anh em nào á mà có cái con có cái hộp bắt chước này nè anh em, mà anh em có nhiều số lượng lớn á thì anh em cứ thanh lý cho mình đi. Hoặc là anh em cũng có thể là gửi về cho mình qua hộp thư cũng được. Hoặc là anh em vô game, vô server VIP mình mới khi mình livestream á thì mình sẽ giao dịch với anh em. Tức là mình sẽ mua những cái hộp này của anh em số lượng lớn với giá là 20 đến là 21 gem một hộp. Nếu mà anh em có càng nhiều thì mình mua càng nhiều nha anh em. Chủ yếu là để dành mình mở, hoặc là cuối sự kiện mình bán lại, nếu mà bán không được á thì mình sẽ mở nha. Ok, thì mình sẽ đếm xương xương cho anh em nè. 4 5 đúng không? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15, 15 mà anh em nhân cho 5 đi. Là nó ra nhiêu? Là nó ra khoảng 75 hộp rồi đó anh em. Đó, rất là kinh khủng luôn. Đấy, ok, thì nếu mà là cuối sự kiện bán lại không được thì tôi sẽ mở. Mở hết luôn, biết đâu sang được con Titan lớp men đi làm đi elite được là sao đúng không? Ok, server này thì chúng ta cũng sẽ cảm giác như là không có gì để bán nữa mà. À, cái con Lepchan này của mình bán giá này hơi cao hay sao ấy, cho nên là ok mình sẽ sell xuống nha anh em. À, mấy con mà trên 250 á thì mình sẽ sell xuống hết luôn. Đấy, 259 sell xuống hết luôn. Đây là giá của mấy ngày trước rồi anh em mà. Giá của ngày hôm qua mình làm là khoảng 250 là vừa. Nhưng mà hôm nay thì có lẽ như mấy ông này ông không có chịu mua nữa. Đấy, cho nên là mình sẽ sell xuống còn 240 thôi anh em. 240 là đủ rồi, 240 thôi để cho là dễ bán. Hôm bữa là mình mua có 200, mình mua là 220 có nè, 210 có nè. Đó, rồi 255 cũng có nữa. Đấy, mình mua xong rồi mình bán lỡ giá cũng như là quỳ vốn thôi, chứ không phải là quá cao. Và nói chung là mình bán là chắc chắn là sẽ có lời, nhưng mà mình bán theo kiểu là lời ít và để cho nó bán nhanh xíu, chứ không phải là mình bán theo kiểu là gán rồi là đu đu để cho nó lên giá cao rồi mình mới bán, nhưng không phải đâu nha anh em. Mình mua bán là bán giá hữu nghị thôi, giá hữu nghị để cho nó nhanh nè, mà chứ bán giá cao quá này không ai mua thì cũng vậy thôi. Ok, đây có con chip TV Man với giá là 5.000 nè, 5.000 gem. Bây giờ tôi bỏ cái 5.000 gem tôi mua thì có phải là quá là ẩu không anh em? Quá là ẩu luôn á, chứ còn rồi gì nữa. Cái con đó thì tốt nhất là chúng ta nên xem thôi. Còn khi nào mà anh em làm clip nhiều á thì anh em mua, anh em trải nghiệm thì được, chứ bình thường thì anh em không cần phải mua. Đấy, anh em đừng có mua, mình mua. Anh Star ơi, kết bạn với em đi anh, em fan anh. Ồ, em fan anh hả? Anh cũng fan anh nữa. Ok, kết bạn thì em cố gắng là em cầm te comment trên kênh nha, để được kết bạn nha. Với điều kiện là em được game đâm trúng. Đó, còn không thôi thì em phải gửi cho mình một món quà đặc biệt. Đấy, một món quà đặc biệt giờ khi tôi ông là đại gia thôi, chứ tôi nghĩ là món quà đặc biệt đó thì chắc là nhiều bạn sẽ không không gửi đâu em. Thì tôi biết là nhiều bạn cũng còn cài nhiều lắm, anh em cài nhiều cực kỳ nhiều luôn, cho nên là món quà đặc biệt của mình thì đối với mình đặc biệt thôi, chứ đối với anh em nhiều khi đó là cả một gia tài đấy. Ok, thì nói thiệt cho anh em chứ hôm qua là khi mà mình đăng clip mà gặp Biên Huỳnh á thì có rất nhiều bạn gọi là gửi quà cho mình luôn đấy, và anh em cũng thấy thắc mắc là tên mình là gì đúng không. Mình có hai nick, một nick là StarTajin65 là cái tên kênh mình, với lại là cái số 65 anh em. Còn thứ hai là StarTajin SkipBD, thì nick thứ hai là nick mà mình tạo cách đây khoảng nửa tháng rồi. Nick đó thì mình còn nhiều bạn lắm và rất có, gọi là rất có nhiều slot để mà có rất nhiều slot để mà kết bạn với anh em luôn, cho nên là nếu mà bạn nào muốn thì có thể kết bạn qua nick đó của mình. Hoài con hai bên 20k, con này giờ săn xong rồi đem đi elite được không anh em? Theo anh em thì ok ổn không? Tôi thì tôi không có nhiều gem vậy nè, để mình cố gắng mình làm hành trình lên 20k xem. 20k xong rồi chúng ta sẽ xem lại. Úi rồi quá nồi, anh đi này bán 23 225, nhưng mà mình thì mình đã quá trời nhiều rồi, nên mà quá trời nhiều rồi cho nên là không thể nào mà săn xe được từ thanh niên đó nữa. Nếu mà bây giờ săn xe từ thanh niên đó nữa thì coi như là chúng ta bán nhà bài sản luôn á, hết vốn luôn á anh em. Thì nhiều bạn sẽ hỏi lỗi tại sao nay giọng của anh kỳ vậy. À, tại vì do mình bệnh chưa hết anh em à. Tối bữa mà cái thôi hồi tối mà hồi tối qua thì mình đã thức khuya quá trời và làm clip cho anh em xem á. Ủa vô 25
Vãi nồi, nó vừa hiện lên xuống giá 15 cái mất tiêu luôn kìa anh em. Quá là ghê, E19 nè. Hốt liền. Đấy, vậy là cái này chúng ta có gọi là có thanh niên đang gần mỏ ở đây nha anh em. Đó, có thanh niên đang nằm dùng chỗ này nè, để chân cái con chuột cái chân chỗ này đi. Để gì thì vừa phục lên là chúng ta mua liền. Đấy, phục lên là mua liền luôn. Rồi cái này 22 gem chơi luôn đi anh em. 22 gem thì cũng không có vấn đề gì. 23 gem thì hơi hơi cao xíu nhưng mà 22 thì được. 22 anh em bán là 25 vẫn lời nha. Cái này lời ít nhưng mà có lời được. Có nhiều bạn bán tôi giá là 30 gem một gương. Ôi trời ơi, tôi mua mấy hai mấy gem mà anh bán 30 gem. Tôi cũng lại mấy ông luôn á. 23, 23, 23, 25. Đấy, 29 là cao lắm rồi. Mấy gương này giờ đâu ai săn đâu anh em. Đâu ai săn đâu, người ta mở ra con hyper kia, người ta mở ra con Titan lớp mềm chân rồi. Rất ít người săn cái này nữa. Ôi trời ơi, con Big Speaker Refill Drone là 820, 490, lúc nãy mình mua 400, mình bán 480, vẫn có người mua. Tức là con Green Laser vẫn có gọi là độ hot nhất định, như em hiện tại con đó nó đang mạnh á. Ok, và bây giờ qua server khác xem có gì hot hay không. Ui, 15 gem, ồ tuyệt vời, 15 gem, à, 20 gem, 21 gem, 15 gem. Ôi trời ơi, mấy ông này bán rẻ thế. Ông mày ông mất trí rồi anh em ơi, mấy ông mất trí hết rồi. Trời ơi, 15 gem. Cái giá mà nó bằng 1 phần 3, chưa đến 1 phần 3 cái giá mà hôm bữa mình mua ngay trong cái ngày thứ hai đó anh em. Thờ luôn, được hỏi mình mua là 50 gem một hộp. Mình em biết rồi, thời điểm đó nếu mà mình cố gắng đợi tới bây giờ đó, là cái hộp này nó có giá rất là nhiều luôn. Ok, rồi, con Green Laser này nó không có tột giá này mà. Con Green Laser này rất là cao rồi, rất là đắt luôn. Ôi 12k cho con Titan lớp men à, hơi cao nha. Có nhiều ông bán 10k anh em đó. Và tôi đang có một cái dự định để mà cho mấy thanh niên này, đó chính là sao, đó chính là tôi sẽ đi dùng mấy con mà xịn xịn đó anh em, tôi sell với cái giá là 1 gem. Ví dụ như là con này nè, con Godly nè anh em, đấy đem đi xem với giá là 1 gem, rồi sau đó thì mình vô chay đấy. Là anh em cũng biết rồi, anh em biết là khi mà anh em xem một món đồ gì đó mà anh em đang ở trong chay á, thì anh em sẽ không bán được món đồ đó. Nhưng mà cái đó thì anh em phải đòi hỏi, chúng ta phải gọi kỹ và nó cẩn thận một xíu, chứ không thôi anh em vừa sale lên chưa kịp vô chay nữa là thanh niên kia sẽ mua cái là rồi coi như là khóc khóc tiếng chóa luôn đây, mà khóc tiếng chóa luôn chứ không đùa đâu. Phải về 2.000, ủa 1.700 gem mà anh em gọi là chơi ngu mà anh em bán cho người ta mua với giá 1 gem thì nó có rồi. Anh em đừng hỏi sao mà mình xuống dạ nha. Cái đó thì đòi hỏi phải có kinh nghiệm mới được nha anh em. Ok, thì tôi sẽ cố gắng lên xem hết cái đống gọi là cái đống này nè. Đó, để cho nó lên được là 10.000 gem đi, chó chẳng này mà. Bây giờ muốn lên được 10.000 gem thì chúng ta phải bán được 7 con. 7 con mà mấy con này thì giá nó cao quá, cho nên là mình sẽ kiếm một server nào đó có thiên thời địa lợi nhân hòa, tức là có những cái con trên đây rẻ rẻ xíu và những con ở dưới đây cũng rẻ rẻ luôn, chứ không phải là nó giá cao như thế này nha. Giá này là quá cao rồi. Ok, lại là 20 gem cho một hộp. Tôi không biết là có sale lên được 10.000 gem hay không, nhưng mà cảm giác như là tôi thấy là mấy cái này sale ra tôi mua không à anh em. Đấy, thì nhiều bạn cũng đừng có hỏi là tại sao mà anh săn sale anh bán quá trời bán luôn mà rốt cuộc thì vẫn không được là cái con số như ý, thì đó là nguyên nhân này nha. Tức là mình sale thì mình sale thiệt, mình bán được thiệt, nhưng mà trong lúc mình bán anh em thì mình cũng có mua, đó chính là mua hộp bắt chích. Mà anh em cũng biết rồi, hộp bắt chích khi mà mình mua vô á là mình không có khi nào mình sale lỡ chân, trừ khi là có anh đi nào đó mua giá ngon anh em, 30 gem mình bán 30 gem mà anh vẫn có người mua á, thì mình mới sale thôi đó. Kiểu như lời lần 10 gem 10 gem gì đó anh em thì mình mới sale, chứ bình thường là không sale làm gì đâu. Hiện tại là con ta tần lốc men này thì mình theo mình biết á là nó đang 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 có giá sức mạnh đó anh em, và đang có giá trị á. Nếu mà anh em nào có thì anh em sell con này khoảng đâu đó là 600 là 599 thì mình nghĩ sẽ có người mua đó nha. Ok, qua sự bài khác nữa nào. Ok, có một ông vừa mới mua con tôm xích mình với giá là 310 gem kìa. Rồi giúp giúp mình là tăng được cái giá trị và ra tăng được là cái khoảng cách đến 10.000 gem của mình hiện tại rồi. Ok, 319 gem thì nó hơi cao đúng không, cho nên là mình sẽ sell xuống bớt đi. Tôm xích bây giờ thì nhiều người có rồi cho nên là cũng không có quá nhiều người sẽ chịu mua nó đâu, cho nên là chúng mình sell ít thôi anh em, không cần phải sell quá nhiều đâu. 309, con số này cũng hợp lý rồi. Đấy, chỉ cần bán được hai con tôm xích này thì chúng ta sẽ lên được đâu đó là khoảng 9.600 ở 9.400, và thêm ba con này nữa là ok. Đấy, người làm giàu không khó, khó là chỗ thằng muốn làm giàu thôi anh em đó. Rồi để xem con lép cachun này giá cũng hữu nghị nè, không phải là quá cao. Bây giờ mà anh em nào có chừng 20 con
hai chục con gì đó. Ui, đợi cho con hai bơ này tới 27k với vậy. Có chữ ký à. Con mà cái con mà Santa TV anh em, mà anh em có chừng 20 con mà anh em sell với giá 40 45 gem thôi. Lúc trước anh em mua là 35 anh em bán 45 thôi là anh em cũng đã có sương sương là 200 gem rồi đó anh em. Đấy. Ôi giời ơi, đậu xanh học bắt chích mà ông bán tới tận 50 gem. Thôi tôi bán 30 gem nè, ông nào mua thì chốt deal nha. Tôi bán 30 gem rẻ thôi. Đấy, rẻ thôi, không có bán cao đâu, 450. 450 cho một con Green Laser Kamigamin. À, anh em thấy ok không? Chứ mình thấy là cũng được. 450 anh em bán ra khoảng 470 là anh em vẫn còn lời và nhiều người vẫn mua nha, chứ không phải không mua đâu. Ok. Ban ngày á cho nên là giá của mấy con này nó sẽ hơi cao một tí nhưng mà không sao đâu anh em. Ban đêm thì nó sẽ đấy giờ mới nói xong. Ôi, có ông mua cái hộp bách tôi với giá 30 gem rồi kìa. Rồi mua 30 gem thì tôi bán tiếp 30 gem nè. Đấy, rồi 30 gem nữa nè. Đó, rồi bạn mua đi mình sale xả lỗi bạn luôn. Đó. Ok, mấy server mà bán cái hộp này giá cao á thì anh em deal với giá là 30 gem là sẽ có người mua nha, chứ không cần phải là sale với giá là hai mấy gem giống như là mấy server khác đâu anh em. Nhiều server á thì người ta đưa con này lên giá nó thấp thì anh em đừng có sale. Đó, anh em thấy không? Có người mua kìa. Đó, còn nếu mà server nào bán giá là khoảng ba mấy hoặc là bốn mấy 50 giống như server của mình đi thì anh em deal gần khoảng giá 30 giống như mình là sẽ có người mua nha. Đó, tại vì người ta đã quen thấy cái giá cao rồi. Tự nhiên bất ngờ người ta gặp được một giá thấp giống như này. Đấy thì ta sẽ có thói quen là ta sẽ săn luôn. Đấy, đấy thấy không? 30 gem, 30 gem đấy. Ta thấy là chúng ta bán được là một mớ rồi anh em, bán 30 gem nữa. Đấy, tôi bán 30 gem cho ông mua đi về đi ông bán lại 49 gem. Lời đúng không? Đó, ok. Rồi, rồi trúng mánh rồi anh em ơi. Trúng mánh rồi. Trời ơi, trúng mánh rồi. 30 nè. Đó, mua đi bạn. Mua đi bạn, mình gọi là bao bao sân cho bạn luôn, mình bao gọi là bao đầu ra cho bạn luôn. Đấy, anh em thấy không? Bán hồi lên 9k gem luôn nè. Đó, ok, còn chỗ không? Còn chỗ tôi gọi là tôi kích cầu luôn anh em, kích cầu bằng cách là giảm xuống còn 29 gem để cho anh em kia thấy tức. Đây là chính là chiến thuật tâm lý á. Nhiều bạn là cũng hay chơi chiến thuật này lắm, tức là chúng ta sẽ xem một cái giá nào đó, sau đó có người mua rồi mà mua có số lượng mà vài cái á thì chúng ta sẽ sell xuống nữa. Là ví dụ như lúc mình hồi nãy mình sell cái hộp này với giá là 30 gem đúng không, có người mua quá trời luôn thì mình quyết định là mình sell xuống còn 29 gem để khi người ta thấy gì người ta sẽ quyết định người ta mua thêm đó. Chiến thuật ủi đồ xanh sẽ có 29 nữa này à, tôi anh em à quên vãi rồi, tôi mất trí nhớ rồi anh em ơi. Giờ mới sell là 29 xong rồi quay qua thấy 29 tưởng đâu ai sell không à, ở mà Canada thiệt tiếc là tôi cũng biết biết tôi bị gì nữa này. Ok, cái con đâu rồi, cái con get laser Kamigamin này thì hôm bữa có nhiều có ngông kia lên sale tôi với giá là 300 gem mà tôi không mua. Sau đó thì tôi phát hiện là mấy server đa phần người ta bán là 350 không mà anh em. Đó, nhưng mà hơi chậm nha. Bán cái đó nghe mình nghe nói là nó chậm lắm, nó chậm hơn con Green Laser rất là nhiều. Con Green Laser nên bán 470, 480 vẫn có người mua. Nhưng mà con get laser bán 300, 310 á thì người mua rất là kén luôn. Rất là kén luôn chứ không phải đơn giản đâu. Ok, bây giờ chuyển sang server xem là tình hình nó có khá hay không nha. Chắc là cái ông mua cho mình lúc nãy ổng hết hết tiền rồi anh em, hết tiền rồi cho nên là hết mua rồi anh em. Ôi trời ơi, ông này ông bán là con lép trao này với giá là 200 gem mà anh em. Vãi vìu thôi, 200 gem thì tôi phải mua thôi. Đáng lẽ ra tôi không mua đâu anh em, nhưng mà 200 gem này rẻ quá. Thiệt 200 gem là rẻ quá luôn. Đấy, 200 mình bán lại 210 hoặc là 220 mình vẫn có lời. Ok, rồi, hết rồi đúng không? Còn con nào nữa không, còn con nào nữa không tôi mua cho ông luôn để ông gọi là dọn hàng sớm. Rồi đáng lẽ ra lên là 9.000 gem rồi nhưng mà nó bị thanh niên này gọi là tôi bị thanh niên này chút bùa mê hút lú rồi anh em ơi. Ok rồi chúng ta sẽ tắt mấy cái hộp này đi, mấy hộp bắt chước này thì lâu mình sell để cho là có hàng thôi. Rồi chúng ta sẽ sell lại với giá là 220 đó, tức là khi mà chúng ta bán được một hộp á, bán được một con thì anh em sẽ lời được 20 gem đó. Mua 200 bán lại 220 lời mà. Ok, có thể là server này người ta sẽ không mua nhưng mà server khác người ta sẽ mua nha, có không biết đâu vừa anh em vừa sell lên là có người mua liền luôn á. Rồi ơi anh em thấy nguyên cái clip luôn không, toàn là clip trao anh em à, clip trao đâu mà mấy con 250 chắc là tí nữa mình sẽ xuống xuống giá chứ không thôi để cái này không ổn anh em à, để giá này không ổn đâu. 250 giờ mình nghĩ là không ai mua đâu anh em, khó lắm. Ok bây giờ qua bên server khác chết xem ai có hộp budget 20 gem nè. Rồi hết luôn. Vãi biểu, tôi mới hiểu là sao mà có nhiều thanh niên đi sale xong rồi đi xe đi đi chay nữa.
đi chơi làm gì trong lúc đang sale, kỳ lắm luôn á em, rất là mất lịch sự luôn á. Ok thì có một ông là mua con lép chanh tôi với giá là 219 xem. À, 219 thì còn 220 thì mình sẽ sale luôn nốt mấy con này đi anh em. Mình vừa mới gỡ xuống. Ok, 220, sale đồng giá 220 ha. Đấy, đồng giá 220 thì ít ra thì cái giá của mấy con là 200 lúc nãy á, nó bù lại cho lỗ cho mấy con mà mình mua 400, đó, mua 240 thì nó vẫn còn 10 vốn. Đấy, ok, thì dù sao thì chúng ta cũng quan tâm đến cái là cái thị trường, chứ đừng có quan tâm đến rồi cái lời lỗ nữa, nên mà bây giờ là vả lắm rồi, bây giờ là tranh thủ bán cái kiết còn cho là nó hết hết hàng chứ em, chứ để là đợi hoài không tốt anh em. Thì ok, ba rồi này, 8 13 16 con, 16 con lép xe anh em ạ. Ôi giời ơi, anh em thấy tôi ôm hàng ghê chưa. Thật ra thì mình để từ từ mình bán cũng được anh em, chỉ cần sale giá hữu nghị xíu là được à, chứ không có gì chứ, cái này dễ lắm thiệt. Cái gì mà nó khó thì đã có tôi lo chơi rồi, anh em chỉ cần vô anh em săn thôi, anh em chỉ cần vô anh em mua thôi, còn lại để tôi lo hết anh em. À ok, thì mình mới gọi là nhận được cái deal từ ông này đây mà. Lúc đầu thì ông có bảo là một con Bitcoin Gear cộng với sẽ đổi được một con này cộng với con lép chanh, thì tôi tưởng là con Gear của ổng thì đổi được con này của tôi, nhưng mà không, thì cái này ổng là cho tôi cái con này với cái 75 gem anh em. À ấy thì tôi thấy cái này cũng khá là lời, không biết em thấy lời không. Ủa, hình như cái gì đó sai sai ta. Ê, khoan 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 để tôi xem con lép chanh nào. À đây, hú hổm trơn, tưởng đâu bị scam anh em. À ôi giời ơi, anh đi nào bán con lép chanh với giá 201 gem đấy, sao lại phá giá của tôi, sao lại phá giá của tôi nha. Ok rồi, chay luôn rồi, phải bèo rồi. Ok, bán 220 nha anh em, 219 đi. Server này có vẻ như là không có quá nhiều đại gia nữa mà. Đấy, mấy server mình nãy giờ mình lướt ngang anh em, toàn mấy server kiểu như là toàn là dân bản địa không à, người bản xứ không à. Ok, mình vừa mới đổi con tô xích lấy gọi là 75 gem kèm theo con lép chanh. Con lép chanh là 220 với con với cái kia 75 gem là khoảng 295, tính cho 300 đi. Đó, thì đổi được cái con tô xích, nói chung là sale đỡ gì đó anh em. Chú nuôi thì tôi cũng không quan tâm mấy cái đó nhiều đâu, chủ yếu mình quan trọng là vấn đề là mình sale được thôi, mình gọi là mình đổi được cái vật phẩm mà nó có lợi cho mình thôi anh em. Ok, server này có vẻ như là không được nhiều cho lắm, cho nên là qua server khác nữa nha. Oh my god, cậu sao server này tích tận là 33.000 gem. Oh my chui. Ok, hai bơ 18k4 game mà ông nào bán hai bơ 18k4 game, chắc là ông đó Dũng đang túng ở bên đây mà túng lắm rồi mới bán cái giá đó, chứ bình thường làm gì bán giá đó đúng không. Server này thì người dân ở nơi đây thì khá là giàu và người ta sell đồ khá là rẻ. Tôi sẽ mua con này luôn, mua xong rồi sell lại đây mà. Đấy, và bây giờ tôi đã có một cái danh sách, tức là nguyên cái đống gọi là tôi đang sell anh em, toàn là lép chanh đây mà. Cái này nếu mà mình sell không được nha, và giả sử như là có một cái là tình huống xấu nhất là mình sell không được đi, thì mình sẽ dành nó để mà đi làm event cho anh em, kiểu như là dành làm event là tặng cho anh em khi mà anh em là được là gọi tên chúng hay là được là game trúng tên gì đó. Cho nên là anh em đang xem video á thì anh em nhớ là ủng hộ mình cách comment nha, comment một câu bất kỳ cái gì cũng được, kèm theo là cái tên của anh em là được rồi. Đó thì mình sẽ cố gắng mình game Titan Remain 400 gem. Ok, mua 400 gem và chúng ta xem lại. Con này bán lại với giá là khoảng 400 430 thôi anh em, 430 thôi là quá đủ rồi. Mình mua rẻ thì mình bán rẻ thôi chứ không bán đắt đâu, chủ yếu là mình bán ở đây á, là mình lấy cái giá rẻ và mình bán với giá rẻ thôi, và bán cho nhanh chứ không phải là mua xong rồi bán giá cao trên trời đâu anh em, bán giá cao trên trời lâu lắm, lâu cực kỳ luôn. Ok, này phá giá nữa rồi nè, đấy bán phá giá quả trưởng luôn. Ok rồi, cút cút server khác thôi anh em ơi. Ok, một cái điều dành cho bạn là nớp trong server bạn ấy không có gì cả. Đấy, ok, chung là tôi dễ lắm anh em, nếu mà vô server ông nào bảo là không có xe không có unit để mà chơi thì tôi sẽ cho, mà anh em trên stream thì khó nha, anh em trên stream thì tôi không có cho anh em được. Tại vì sao? Tại vì anh em trên stream thì mình phải gửi qua hòm thư, mà gửi qua hòm thư thì lại tốn tốn coin anh em. Đấy, tốn coin cho nên là mình ít có xe cho các bạn trên stream lắm, trừ khi anh em vô chung server của mình thì mình mới cho được. Đấy, nên là nếu mà anh em không được mình cho thì anh em cũng thông cảm giúp mình nha anh em.
Ok, mấy con Leptra này bán giá này thì tôi nghĩ là nó hơi kiểu như là nó hơi cao hay sao á, không có thấy ai mua luôn. Nhưng mà người ta bán 250, tôi bán 210 mà không ai mua hết trơn. Ok, chắc là tôi sẽ kết thúc gọi là cái hành trình tập 3 của chúng ta tại đây. Thì cơ bản là mình đã săn được khá nhiều unit xịn và cũng như là săn được rất là nhiều gương anh em. Đó, mình đang có một đống người là con Leptra ở đây mà. Con này bây giờ bán lại thì cũng bộn đó. Bây giờ bán tính xương là 10 con là 2.200 gem nè. Đó, 2.200 gem là dư khoảng này rồi. Này 3.000 gem nè. 4.000 gem nè. Đó, 4.000 gem tức là trong cái đống này mình nó mình sell được là mình bán được khoảng là 12.000 gem rồi đó anh em. Khoảng 12.000 gem rồi đấy. Ok, nói chung là cái con số này rất là khủng luôn. Cho nên là những bạn nào mà vô server mình á mà lâu lâu anh em gặp mình thì anh em nhớ ủng hộ mình con hay con để mà lên TV chơi nha anh em. Ok, cảm ơn em rất nhiều vì đã theo dõi hết video của mình nha. Nhớ không hành trình tập 3 của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi game một bạn may mắn trong video trước để mà kết bạn với anh em nha. À không, hai bạn chứ. Mình đã nói trong video trước là hai bạn rồi đúng không? Ok, let's go. Ý, giờ mới nói xong mà chúng ta có một con Titan Realman được bán với giá là 430. Ngon, ngon lành liền anh em thấy không? Anh em thấy tôi mua 400 bán 430 chí không anh em? Chí vãi nồi luôn chứ làm sao mà không chí được. Bởi 30 gem là ngay lập tức luôn, gần như là ngay lập tức luôn anh em à. Ok, mấy con khác thì chắc có lẽ là không không được anh em ạ. Mấy con khác khó quá. Mấy con khác mua bèo bán bèo thì nó lâu quá anh em ơi. Mua có mấy con bự đó anh em, cũng dễ bán hơn nha. Và nếu như mà anh em nào chưa biết chơi sự kiện gọi là đờ hên này như thế nào hoặc là chưa biết chơi sự kiện nhặt trứng á thì nó có là bấm vào clip này của mình để mà xem. Đó cho nên có hai clip mình đăng lúc là 12 giờ rưỡi sáng và clip lúc 16 giờ sáng. Em có thể vào xem để mà anh em biết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ random để mà tìm người may mắn thôi. Và cơ bản thì anh em chỉ cần việc là comment tên của anh em để mà anh em gọi là tham gia cái chương trình gọi là random trúng thưởng này. Đó. Ok. Và anh em có thể thấy là nick Skibidi mình đó, hiện tại là nó đang có một cái đó chính là cái avatar mới rồi. Cho nên là anh em nào mà thấy con cái đầu anh Thiên nào đầu con Shiba mà nó gửi lời mời các bạn cho anh em á thì anh em nhớ chấp nhận lời của nó nha để là có được vô trên sách bạn nha anh em. Hiện tại là chỉ mới có 19 người hoặc là 20 người các bạn với mình trên nick đó thôi và rất là ít luôn, cho nên là chúng ta sẽ đợi trong video tiếp theo cho anh em. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ là tạm dừng video tại đây và chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Hy vọng là anh em sẽ săn xe Magic Play lên nhiều nhất có thể nha. Mình săn xem ngày hôm nay được đóng unit là mình lời được khoảng đâu đó là 100 gem. 100 gem cho ngày hôm nay thôi nhưng mà mình thấy là cũng khá hài lòng rồi. Cho nên là anh em nhớ hóng phần tiếp theo nha anh em. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye.